Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày xuân phân, thời tiết tại hầu khắp các khu vực trên cả nước đều có sự thay đổi. Trong khi Bắc và Trung Bộ giảm mưa, nhiệt tăng thì phía Nam nắng nóng suy giảm dần về cường độ. Cụ thể tại miền Bắc, cả không khí lạnh và hình thế gây mưa trên cao suy yếu nên trời nhiều mây, nhưng mưa thì chỉ còn xảy ra ở khu vực ven biển phía Đông. Các tỉnh như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định vào đêm và sáng sớm. Còn trưa chiều trời tạnh ráo. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Bắc Bộ là từ 21 đến 24 độ. Riêng các tỉnh Tây Bắc Bộ có nắng về chiều nên nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức 23 đến 26 độ, có nơi cao hơn. Thời tiết ấm áp. Với miền Trung, vùng mây nhiều thu hẹp lại chỉ còn từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, chủ yếu về đêm và sáng. Còn trưa chiều có lúc giảm mây, hứng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ, có nơi cao hơn. Với các tỉnh thành phố, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Định sáng mây nhiều, chiều có nắng, nền nhiệt ngày cao 26 đến 29 độ. Còn từ Phú Yên trở vào cho đến Bình Thuận trời tạnh ráo, nắng sớm, nhiệt độ duy trì trong khoảng là từ 29 đến 32 độ. Không khí lạnh không đủ mạnh để ảnh hưởng xuống phía Nam, nhưng nền nhiệt Tây Nguyên và Nam Bộ giảm nhẹ là bởi khối không khí ổn định suy yếu và rút ra phía biển. Cao nhất ngày ở khu vực Tây Nguyên giảm còn từ 30 cho đến 33 độ. Số điểm nhiệt độ cao 34 đến 35 độ thì chỉ còn một vài nơi như là Ayunpa, Cát Tiên. Còn ở khu vực Nam Bộ, các tỉnh miền Đông nhiệt độ giảm còn từ 35 cho đến 36 độ. Nóng vẫn xấp xỉ nhiều nơi nhưng cường độ bớt gắt hơn. Còn ở khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất ở mức là từ 32 cho đến 34 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Với khu vực giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Đêm có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Với thủ đô Hà Nội, sáng sớm nay vẫn lất phất mưa nhưng lượng nhỏ. Nền nhiệt lúc này tăng nhẹ lên ngưỡng là 18 độ, còn trưa chiều trời khô ráo, xác suất mưa thấp dưới 30%. Nền nhiệt cao nhất ngày ở mức 23 độ, trời lạnh cả ngày và đêm. Từ ngày mai, nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh, thời tiết ấm áp trở lại. Với thành phố Đà Nẵng, trong hôm nay vẫn có xác suất mưa cao trên 75%, tuy nhiên lượng mưa không lớn. Nền nhiệt về đêm và sáng giảm nhẹ còn khoảng 21 đến 22 độ, trời tiếp tục se se lạnh. Trong ngày mưa giảm, trời có lúc hứng nắng nhẹ về chiều, mức nhiệt ngày cao 25 đến 26 độ. Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay do nắng giảm nên mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay giảm nhẹ còn xấp xỉ 35 độ. Trời vẫn nóng nhưng thời gian nóng trong ngày thu hẹp lại, chỉ còn xảy ra từ 12 đến 15 giờ chiều. Còn về xác suất mưa thì vẫn thấp, xấp xỉ 0%, trời khô ráo kéo dài. Những ngày tới, khối không khí lạnh chi phối thời tiết nước ta sẽ suy yếu và di chuyển nhanh về phía đông. Do vậy, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ về đêm và sáng trời nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ rải rác. Còn phía Tây Bắc Bộ, ngày 22 đến 23 tháng 3 có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất tại Đông Bắc Bộ ngày 21 tháng 3 ở mức là từ 21 cho đến 24 độ, còn Tây Bắc Bộ là từ 23 đến 26 độ.
Sau đó sẽ có xu hướng tăng từ 1 đến 2 độ mỗi ngày. Thời tiết ấm áp hơn, chỉ còn lạnh về đêm và sáng. Không khí lạnh suy yếu cũng khiến cho mưa ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ giảm đi nhanh, trời có nắng và nhiệt độ tăng dần. Đến ngày 23 tháng 3, cao nhất ở các tỉnh phía Bắc có thể đạt mức là 30 đến 33 độ. Còn tại Nam Trung Bộ là từ 31 đến 34 độ, thời tiết tạnh ráo, thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân. Vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ trong 3 ngày tới phổ biến ít mưa, ban ngày nắng đến sớm và kéo dài đến cuối ngày, với cường độ nắng khá mạnh. Nắng nóng xuất hiện cục bộ ở khu vực Tây Nguyên và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Còn riêng khu vực miền Đông Nam Bộ thì nắng nóng xuất hiện nhiều hơn. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 32 đến 35 độ. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ trưa chiều là từ 35 đến 37 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Do không khí lạnh suy yếu nên chỉ còn vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Trong 24 giờ tới có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 gây biển động. Sau đó hầu khắp các vùng biển bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió có cường độ trung bình cùng thời tiết ít mưa, tầm nhìn xa thoáng nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải cũng như việc khai thác hải sản của bà con ngư dân.